Khi bắt nguồn Lào Cai, đảo hữu Tịnh Nhu, đảo hữu Karuna, Quỳnh Giang Nhật Hà, Sĩ Thi Lâm và Sĩ Kim. Quý vị nghe âm thanh rõ ha. Hôm nay chúng ta sinh hoạt câu Phật ngôn 153. Vị nào quan nghĩ đưa dùm bài học lên ha. 153. Trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt hồ Mahesi Arahant Tathagato Lô Bụt tháp mồ Sắp Bá Gá Rù Huy Kịch Thác Bồ Lô Cá Sơ Sát Thà Chá Ná Đầm Mắc Bồ Quý Đồ Hoành Đà Má Hành Tăng Ná Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trai trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin hãy lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bất đi vô vi tá sơ sát tu nô lô ca nó mình thái sơ vi nà ca rù cô sập bành nhù bút thấp bất đi phù tí sành nhá rù hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần pháp bảo vi ấn vàng như lai soi sáng vạt màng vô minh phá tan lầm lạc dụng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý số thô số cái tá xa xa quốc hồ xích khà số ca mô quá rắc thầm mắt xích các vô niền đà và sân xà đi anh à đá rồ quá rồ hoành đà mất hành tầng nó ra phù. Cái này giác cần tăng bảo tin bằng Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanat giá tê chê nát xích tha mê tu quá tha năng ta xa vi a nu pha quê nát xa hát xa dê nát xích chật thuốc cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia Phần Tán Dương ân đức Tam Bảo đã xong. Hôm nay chúng ta sẽ học câu Phật ngôn 153 ha. Rồi vị nào đưa giùm bài học lên. Hôm nay bị trục trặc kỹ thuật. Có bài học câu 153 đưa lên Bali không à? Rồi quý vị thấy Sĩ Kim đưa bài học lên ha. Nhưng mà đây chỉ có phần Pali thôi. Rồi phần Pali Sĩ Kim đã đưa lên. Câu Phật ngôn 153. Đây là một câu Phật ngôn mà Đức Phật khi mà dưới cội cây Bồ Đề chứng đắc Phật quả, toàn thắng được ma vương ha. Ngài tự tự nói lên cảm thán, quan hỷ và thốt lên câu Phật ngôn này, tức là vừa chứng đắc Phật quả xong thì Ngài thốt lên câu Phật ngôn 153, 154. Với ý nghĩa câu Phật ngôn 153 này là lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sinh. Ý nghĩa câu Phật ngôn 153: lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sinh. Ý nghĩa của Phật ngôn 153 ha. Ghép lại giùm ha. Rồi ghép thì ghép.
À, quý vị chờ một chút. Mấy bữa trước thì nhanh nhanh làm gọn hơn, hôm nay thì làm nó không được gọn lắm. À, quý vị cũng thông cảm. Rồi đó, lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tay sình. Rồi bây giờ trong câu Phật ngôn này, à, chúng ta hãy ráp lại để có được một sự hoàn chỉnh. Rồi, quý vị hoan hỷ hay chờ chút, cái gì cũng vậy, à, từ từ rồi nó cũng vậy. Rồi, như vậy chúng ta hoàn chỉnh một câu Phật ngôn, nhưng mà bây giờ phải chỉnh lại để tên Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, rồi, bây giờ mới ổn định lại. Alo, bây giờ chúng ta đưa lên rồi trình bày lại cho nó gọn, cái gì cũng vậy, học thì cũng phải từ từ ha, chứ còn nếu mà nhanh quá thì không được. Thấy bài học chưa? Và hoàn chỉnh ha. Rồi bây giờ ổn định là bài học. Rồi xong, như vậy là hoàn chỉnh bài học, thật là nó rõ ràng không? Rồi bây giờ chúng tôi đọc qua một lần rồi giao lại cho quý vị ha. Anh ê cả cha tí sân xa rằng sân tha quý sân anh ít bị sân ga ha ca rắc cần ga quê san tô đúc ra cha tí phụ nắp phụ năng anh ê các cha tí sân xa rằng san tha quý sân anh ít bị sân ga ha ca rắc cần ga quê san tô đúc ra cha tí phụ nắp phụ năng. À, chúng ta thấy câu nào cũng vậy, tức là cuối câu đều là trường âm ha, và cách đọc thì tương đối cũng dễ, không có ha. Rồi bây giờ chúng ta cố gắng đọc lần hai câu. Anh ê các cha tí sân xa răng sân tha quý sân anh ít bí sân cái hát ca rác cần cá quê sân tô đúc khai cha tí phú nắp phú năng anh nè các cha tí sân xa răng sân tha quý sân anh ít bị sân cái hát ca rác cần cá quê sân tô đúc khai cha tí phú nắp phú năng. Và ở đây chúng ta tính coi một câu có bao nhiêu từ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một câu 8 từ thì chúng ta chia làm 2, 4, 4 để có được một cái dòng kẻ tương đối ổn định ha. Anh
Anekacha ti sangsarang sambhavisang alimbisang Yahakara kang gawe santung dung kacati punam punang Anekacha ti sangsarang santhavisang alimbisang Yahakara kang gawe santung Kachati Punam Punang đang thang bao kiếp sống chữ bao đây là viết chữ bài ha ta tìm nhưng không gặp người xây dựng nhà này khổ thay và tái sinh rồi chữ câu đầu tiên tiếng Việt lang thang bao kiếp sống chứ không phải lang thang bài kiếp sống à, quý vị chờ chút cho tôi sửa lại luôn ha Rồi sao mà kỳ vậy chờ chốt lang thang bao kiếp sống rồi lang thang bao kiếp sống à Alo, chào chúc. Rồi, bây giờ bài học tương đối hoàn chỉnh. À, quý vị thông cảm ha. Wow, cũng còn còn sai nữa hả? Rồi, quý vị chờ chút. Sửa cái này, thiện sai cái kia, khổ quá. Sanh không phải đúng rồi chứ phải tái sanh sanh chứ không phải sanh hả rồi xưa nữa không sao có sửa như vậy thì mình mới thấy được cái sai chứ còn không sửa thì không thấy sai rồi như vậy là cái câu dưới này là cái câu hoàn chỉnh ha rồi Thấy chưa? Cũng làm bài kiếp sống nữa, sao khổ quá vậy nè. Ai trên thì bao, ấy được cái này mất cái kia bà con ơi. Trang qua trang qua. Rồi bây giờ mời mời chị Meta hả, chuẩn bị tinh thần hả, để sửa xong rồi cái đọc. Chứ còn bây giờ mà sửa chưa chưa xong mà đọc cái là chặt cái nó ù không được rồi lang thang bao kiếp sống này bài kiếp sống đúng chưa đúng chưa ồ sao kỳ vậy lang thang bao kiếp sống rồi cái này sao dính liền nhau nữa rồi Rồi, xin mời sĩ ca sĩ Meta ha. Rồi sĩ Kim nè, rồi chúng tôi sẽ sửa lại sau. Rồi, mời quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ, cảm ơn cô Kim. Dạ, chỉ có mình cô Kim nghe thôi. Quý vị khác có nghe không? Dạ, con cảm ơn sư. Cảm ơn hành pháp và trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ ngài Trí Đức con kính đảnh lễ sư Phước Thạnh con kính đảnh lễ sư Phước Sang cùng chư tôn đức con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ con kính lễ cô tu nữ
Như Pháp, con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu Pháp Cú 153. Anh nề cá cha tí sang xa răng sanh tha quýt sang anh nếp bi sang gá ha cà ra càng gá quê sanh tô đúc kha cha tí bú nắp bú năng. Và con xin phân tích á đoạn âm nê trường âm thông thường cá đoạn âm cha trường âm thông thường tí đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm xa trường âm thông thường răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xanh trường âm nhấn tha trường âm thông thường quýt trường âm nhấn sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm á đoạn âm níp trường âm nhấn bí đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm anh nề cá cha tí sang xa răng sanh tha quýt sang anh níp bi sang. Và câu 3 và câu 4. Gá há hai đoạn âm ca trường âm thông thường rá đoạn âm căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm gá đoạn âm quê trường âm thông thường xanh trường âm nhấn tô trường trường âm thông thường đúc trường âm nhấn kha cha hai trường âm thông thường tý đoạn âm bú đoạn âm nắp trường âm nhấn bú đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm gá ha cà ra căng gá quê xanh tô đúc kha cha tý bú nắp bú năng. Và con đọc lại từ đầu. A nề ca cha tí sang sa răng sanh tha quýt sang a nếp bi sang gá ca ra căng gá quê sanh tô đúc kha cha tí bú nắp bú năng a nề ca cha tí sang sa răng sanh tha quýt sang a nếp bi sang gá ha cà ra căng gá quê sanh tô đúc kha cha tí bú nắp bú năng lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Và đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. A nê ca cha tỳ sang sa răng sanh tha huyết sang a nếp bi sang gà ca ra căng gà quê sanh tô đục kha cha tí bù nắp bù năng. Và con đã đọc xong và kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Và con kính mời cô Kim tiếp tục. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư, con xin sám hối tại vì lúc mà con cái phone nó sư bây giờ nó update cái phone mới đó sư, không có copy để mà sửa lại, chỉ đánh một lần thôi. Với lại nếu mà con đánh Pali trước rồi con để cái đó sau, nếu mà con đổi từ con chưa xong, con chưa xem lên á, thì mà con đổi qua tiếng Việt á thì có nhiều khi nó tự động nó sửa, thành ra con đánh trước Pali trước rồi con đánh tiếng Việt sau. Thì cái sư biết rồi, cái phone nó nhỏ lắm, cái ngón tay mình bự, cái chữ Y với chữ O thứ tư nó gần với nhau, thành ra con tư còn hỏi con nói sao không gửi lên, con phải gửi lên trước cái đó rồi cái con mới gửi lên tiếng Việt Nam. Sư hối nữa, sao chứ gửi tiếng Pali không vậy, không có tiếng Việt Nam vậy. Con có hai ngón tay thôi, nó đánh một ngón thôi, đâu có đánh 10 ngón đâu sư. Cái phone nó đâu cho mình đánh 10 ngón đâu. Thành ra con ráng hết sức đó.
Phải, con vô sớm cái sư nói con biết con mắc bệnh đó, con xin sám hối. Nhưng mà có cũng đỡ hơn không phải không sư? Mắc công sửa sửa tới sửa lui vậy đó, nhưng mà một đúc đỡ không buồn đó sư. Thôi con xin trả bài để sư con nói bà tám nó nhiều quá. Bà tám này nhiều khi á tối lửa tắt trời đó sư, cho không có kẹt kẹt xài tạm cũng được đấy sư. Thôi con xin trả bài cho rồi đi. À, cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Ủa chỉ có hai người, có ba người nghe rõ à? Ừ vậy tốt, nghe thôi cũng được, thêm thắp nguồn lò cai nó vậy vậy được rồi. Thôi để con trả bài cho dồi, cho xong dồi bữa nay cho rồi. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 153. A nề ca chà tí sằng phà rằng sành thà quý sằng a nếp bí sằng ca ha thà rắc thằng ca quê sành tồ đúc khà chà tí phú náp phú năng. Giờ này bữa nào cũng tính được đâu mà chạy xe mô tây xô cổ ùng xèo quẩn dữ sợ. Dạ con xin đọc lại ạ. À. A nề ca chà à tí sành thà quýt sành a nít tí sành ca ha khà rắc thằng ca quỳ sành tồ đúc khà chà tí phu nát phu năng. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Á đoạn âm, nê trường âm thông thường, cá đoạn âm, cha trường âm thông thường, tí đoạn âm, sành trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Xanh trường âm nhắn, tha trường âm thông thường, quýt trường âm nhắn, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, níp trường âm nhắn, bí đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2 và rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. A nề ca chà tí sằng xà rằng sành thà quýt sằng a nít tí sằng ga hát khà vắt khằng ga huệ sành trồ đúc khà chà tí phu nát phu năng. Phân tích câu số 3. Gá há hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, rá đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, quê trường âm thông thường, xanh trường âm nhắn, tô trường âm thông thường. Câu số 4 hay câu cuối cùng. Đúc trường âm nhắn, kha cha hai trường âm thông thường, tí bú hai đoạn âm, nắp trường âm nhắn, bú đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bài rồi ca kệ. Cá há, cá há kha rắc thằng cá quỳ sành tồ đúc khà chà tí phú náp phú năng. A nề ca chà tí sằng xà rằng sành thà quýt sằng a nít tí sằng ca hát khà rắc thằng ca quê sành tột đúc khà chà tí phú náp phú năng. A nề ca chà tí sằng xà rằng sành thà quýt sằng a nít tí sằng ca hát khà rắc thằng ca quê sành tột đúc khà chà tí phú náp phú năng. À nè kha cha ti sang sa rằng sành tha quy sang a ni ti sang cha tha ra sang ga quê sanh tô đụng kha cha ti phu na phu năng. À nè kha cha ti sang sa rằng sành tha quy sang a ni ti sang cha tha ra sang ga quê sanh tô đụng kha cha ti phu na phu năng. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho cô kinh Pháp Cú 153. Hì 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 sư cho qua rồi ha, chắc không sao đây ha, chỉ có cuộc sư của chân rồi. Còn nói túm lại con thưa sư, thưa các cô tu nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng, con có sai cái gì xin cho con biết để con chỉnh sửa lại. Con cảm ơn sư và các quý vị trong đạo tràng cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Con xin mời người kế tiếp, con không biết ai hết. Ai, trời ơi.
con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ Sư Chí Đức, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Dạ, mọi người đạo tràng nghe lại chưa? Ane kacha ti sang sa rang san tha wis sang ane pi sang ga ha ka ra kang ga we san to duk kha cha ti punap punang. Đọc và phân tích câu 1 và 2. Ane kacha ti sang sa rang san tha wis sang anip pi sang. Á đoạn âm, nê trường âm thông thường, cá đoạn âm, cha trường âm thông thường, tí đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, wis trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nít trường âm nhấn, bí đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ane kacha ti sang sa rang san tha wis sang anip pi sang. Ga ha ka ra kang ga we san to duk kha cha ti pu na pu nang. Ga ha là hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, rá đoạn âm, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, quê trường âm thông thường, san trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, đúc trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, cha trường âm thông thường, tí phú là hai đoạn âm, nát trường âm nhấn, phú đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3 giúp. Gá há ca rá căng gá quê san tô đúc kha cha tí nú pú nắp pú năng. Đọc lại 4 câu. A nê ca cha tí sang sa răng san tha quýt sang á nít pí sang. Gá há ca rá căng gá quê san tô đúc kha cha tí pú nắp pú năng. A nê ca cha Ane kacha ti sang sa rang san tha wis sang anip pi sang ga ha ka ra kang ga we san to duk kha cha ti pu na pu nang. Ane kacha ti sang sa rang san tha wis sang anip pi sang ga ha ka ra kang ga we san to duk kha cha ti pu na pu nang. Lang thang bao kiếp sống ta tìm những không gặp người xây dựng nhà này, khổ thay phải tái sanh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, mời vị khác. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, con kính đảnh lễ Sư Phước Thành. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Metta cho biết tín hiệu. Con xin phép được ôn bài ạ. Có Pháp Cú 153. An nề ca cha ti sang sa rang của cái này nó có dấu chấm rồi san tha vi sang anip vi sang ga ha ca ca cang ga ha ca ra cang ga we san to dukkha cha ti pu na
Phu năng. Con xin phép được đọc lại ạ. Anê ca cha ti sang sa rang san tha wis sang ani pi sang ga ha ka ra kang ga kwe san to tu kha cha ti nu ti pu na pu nang anê ca Anê ca cha ti sang sa rang san tha wit sang ani pi sang ga ha ka ra kang ga we san to du kha cha ti pu na pu mang pu nang lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không. Người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã, con xin phép được kệ ạ. À nê ca cha tì sang sa răng san tha quy sang à nịp bi sang gà ha ca ra càng gà quê san tô lu ca cha ti pu nắp pu năng. Aneka cha ti sang sarang santa wisang anipi sang gahakara kangga we santo dukha chati puna punang lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã ôn bài xong ạ. Dạ con kính chiên Ngài Chí Tức Cô Miết Ta Chít Quang Thanh. Dạ con xin phép được dâng mic đến người khác ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Phước Sang và Sư Phước Thạnh và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ như Pháp. Và con kính chào toàn thể quý đại hữu trong Zoom. Con xin đọc bài câu Pháp Cú 153. A nê ca cha ti sang sa răng san tha wit sang anibi sang ga ha ka ra kang ga we san to duk kha cha ti bu na bu nang. Dạ con xin phân câu 1 và câu 2. Ane ka cha ti sang sa rang san tha wit sang anibi sang. Á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, săn là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, quýt là trường âm nhấn, xăng là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, níp là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A nê ca cha ti sang sa răng san tha quýt sang a níp bi sang. Câu 3 và câu 4. Ra ha ca ra căng ra quê san tô đúc gà cha ti bu na bu năng. Gá há là hai đoạn âm, ca là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, săn là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, tí là đoạn
tí bú là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, bú là đàn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin phép đọc lại toàn bài. A ne ca cha ti sang sa rang san tha quýt sang a ni bi sang ga ha ca ra cang ga quê san tô đúc ca cha ti bu na bu năng. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, người xây nhà, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Đấy bản dịch của Hoàng thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Anakacha ti sang sarang santa quýt sang anipbi sang gahakara cang quê santo dukkha chati bunambunang aneka chati sang sarang santa quýt sang anipbi sang gahakara cang ga quê santo dukkha chati bunambunang. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải thái sinh. Đấy bản dịch Hoàng thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con có sai mong ngài Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin xuống mic ạ. Con kính mời vị kế tiếp. Alo, 123, 123. Kinh lễ để được Pháp Trang vừa đến với Pháp Hội. Alo, quý vị nghe rõ không ạ? À, Thích Nguyên Tịnh thấy đưa tay mà sao không cầm micro được ha? À, Thích Nguyên Tịnh. Rồi, Quân Hạnh Pháp cũng chưa đưa tay sinh hoạt ha? Rồi, Giang Nhật Hà chạy mất tiêu rồi. Rồi, mời Sĩ Nguyên Tịnh ha.
Alo, 123, 123, sĩ quyền tịnh, máy có vấn đề rồi. Đây, bài huynh hành pháp à. Alo, đừng để thời gian trôi qua ha. Rồi, mời huynh hành pháp nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con xin kính chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, và cảm ơn cũng quan tâm ông đức ta và ông liên tịnh và ông phát môn đọc cải cho ông biết tính cửa phố Phật. Dạ, sau đây con xin trả bài kinh Phật của 153 Anh kết cho tích tăng xa răng xong thả quýt xăng anh biết xăng gà hát cá rắc gà hát cá rắc căng gà quýt xăng tô kết cho tí tu nắp tu nặng anh đề cất cha tích sang xa răng sang tha bích sang anh đi sang vì hát ca ra càng gà quê sang tổ đúc khát cha tí tu nắp tu nặng nhé. Sau đây con xin phân tích là á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, là đoạn âm xong là trường âm xa là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc thể giống ngân âm, xong là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, quýt là trường âm nhấn, xong là trường âm đọc thể giống ngân âm, há lý á là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, bí là đoạn âm xong là trường âm một thể giống như âm, giá há là hai đoạn âm, ca là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, căng là trường âm đọc thể giống như âm, cá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xong là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, túc là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, tí tú là hai đoạn âm, nóc là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, năng là trường âm thông thường. À, con đọc nhỏ hả? À, tại mắt con nhìn gần là không thấy rõ, con đưa xa ra như là cũng bị viễn thị gì vậy. Sau đây con xin đọc lại. Anekachati samsaram sang thavisang anipisang gahakarakang gawesanto dukkachati punapunang. Ya, con xin kể là kể là Anekachati samsaram sang thavisang anh đi sang gà cà ra cầm gà sắm tô đủ khát chất đi buồn là buồn lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sinh. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con nghe đọc xong lại, nếu có gì sai sót mong quý đọc rằng chỉnh sửa cho con xin mời buổi kế tiếp ạ. Xin chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Cô tu nữ Phúc Hạnh chờ một chút nha. Hôm nay huynh hành pháp trong cái phần phân tích sai một từ. Huynh hành pháp có thấy sai cái từ đó là từ nào không? Alo, quý vị trong đạo tràng có thấy huynh hành pháp sai cái từ nào không trong cái phần phân tích? Chữ gì? Chữ xa hả? Chữ xa ở trên này, trong này đâu có chữ nào chữ xa đâu. Không có chữ nào chữ xa hết.
Sĩ Pháp Nguồn chưa có phân tích mà cái bây giờ coi như nghe người ta phân tích thế này thế kia nói nhỏ, tất cả đều cái âm thanh đều nhỏ thua chiếc kim hết nè. Chính xác Sĩ Ca Nguyên Tịnh chiếc nguyên không phải cái chữ xa răng không phải chữ xa răng mà cuối câu số 4 thì Quỳnh Hạnh Hạnh Pháp á, Phu Nắp Phu Năng, chữ năng này mà Quỳnh Hạnh Pháp nói đó là một trường âm thông thường. Quý vị nghe lại trên Facebook đi, bởi vì ở chỗ này á tất cả đều đúng hết, phân tích đều đúng, nhưng mà nói rằng chữ năng này là một trường âm thông thường để coi quý vị có theo dõi hay không. Quý vị có theo dõi rằng mình đọc á mong người ta theo dõi, còn người ta đọc thôi bỏ qua không được. Học là phải có một cái sự chú tâm để mình thấy được cái đúng cái sai ha. Chứ học mà coi như người ta đọc sao cũng được hết, đâu được. Mình coi người ta đọc để mình học theo, để mình thấy được cái đúng. Chứ bây giờ Quỳnh Hạnh Pháp phân tích ở trên rất là hoàn chỉnh, ai cũng tưởng rằng như vậy thì coi như chữ năng này cũng là một trường âm đặc thù giọng nguyên âm. Nhưng mà bây giờ nói chữ trường âm này nó không phải là trường âm đặc thù giọng nguyên âm, mà đó là một trường âm thông thường. Rồi quý vị cũng tỉnh bơ, cũng nghĩ rằng cái chữ này dễ mà, mấy chữ trên lại phân tích đúng thì chữ này chắc cũng đúng luôn, không có chắc gì hết đó. Mình nghe để thấy được cái đúng cái sai trong vấn đề tu tập cũng vậy. Ở đây câu Phật ngôn này cũng nói lên cái ý nghĩa đó, ý nghĩa là đã từ lâu trong kiếp sống này kiếp sống nọ trong vòng sanh tử luân hồi đi tìm nhưng mà không gặp. Tìm cái gì? Người xây dựng cái nhà này tức là cái ngũ uẩn này, cái danh sắc này. Nhưng mà đi tìm không gặp cái người chủ của nó. Mình tìm không gặp mình mới tái sinh. Mà mình tìm gặp rồi thì gánh nặng mình bỏ xuống, chứ còn đeo mang làm gì. Cho nên đó là trải qua 4 tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, gặp được Đức Phật Dipankara Thọ Ký, Ngài mới xác định được cái thời gian để rồi mình đi tái sanh. Tại sao phải đi tái sanh? Tại mình không thấy được chính mình. Mình không thấy được người xây dựng cái nhà này. Cho nên trở lại vấn đề là mình phải thấy cái đúng và cái sai. Chúng ta học phải thấy được cái đúng và cái sai. Đúng chúng ta phát triển, sai thì chúng ta phải sửa chữa, khắc phục. Rồi Huynh Hạnh Pháp nhớ chỗ đó ha. Cái chữ cuối cùng đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm chứ không phải là trường âm thông thường ha. Rồi bây giờ mời cô tu nữ Phúc Hạnh ha, chúng ta còn nhiều thời gian. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, mến chào Đạo Tràng. Cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai đã cho biết tín hiệu, và con kính tri ân Ngài để bốt bài. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 153. Ane ca cha ti sang sa rang san tha vis sang an yip vis sang ga ha ka ra kang ga ve san to dukha cha ti bu na bu nang
Ane ca cha sang sa rang san tha sang an bi sang. Á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhắn, tha là trường âm thông thường, vít là trường âm nhắn, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, níp là trường âm nhắn, bí là đoạn âm, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A nề ca cha ti sang sa ra san tha vi sang ani bi sang. Câu số 3 và câu số 4. Ga ha ka ra kang ga ve san to duk kha cha ti bu na bu nang. Ga ha là hai đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga là đoạn âm, V là trường âm thông thường, san là trường âm nhắn, tô là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhắn, kha cha là hai trường âm thông thường, tí bú là hai đoạn âm, náp là trường âm nhắn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ga ha ka ra kang ga ve san to đúc kha cha tí bú náp bú năng. Ane ca cha ti sang sa rang san tha sang an bi sang. Ga ha ka ra kang ga ve san to đúc kha cha ti bú náp bú năng. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này cổ phải tái sanh. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Aneka cha ti sang sa rang san tha vi sang anyai bi sang. Gaha karaha kang ga ve san to do kha cha ti bu na bu nang. Dạ con đã đọc và kệ và phân tích xong, con xin xuống biết cái sai chỗ nào, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 153 ngày hôm nay ạ. Anh nề cách cha tí sang sa răng san tha quýt sang an nếp bi sang. Gá hát ca rác căng gá quê san tô đúc kha cha tí bú nắp bú năng. Anh nề ca cha tí sang sa răng san tha quýt sang an nếp bi sang. Gá hát ca rác căng gá quê san tô đúc kha cha tí bú nắp bú năng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ane ca cha ti sang sa rang san tha huyết sang anip bi sang. Á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, with là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nip là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ane ca cha ti sang sa rang san tha with sang anip bi sang. Là câu số 3 và câu số 4. Ga ha ka ra kang ga we san to duk kha cha ti bu nap bu nang. Ga ha là hai đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, kha cha là hai trường âm thông thường, tí bú là hai đoạn âm, nắp
là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gia hát ca rác căng gia quê san tô đúc kha cha tí bú nắp bú năng. Dạ con xin đọc lại ạ. Anh nê ca cha tí sang sa răng san tha quýt sang an nít bí sang gia hát ca rác căng gia quê san tô đúc kha cha tí bú nắp bú năng. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anekacha ti sangsarang santhawit sang anipi sang gahakarakang gawe santo dukkhachati bunap bunang. Anekacha ti sangsarang santhawit sang anipi sang gahakarakang gawe santo dukkhachati bunap bunang. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, 123, 123. Chị Tâm Phương, sao có lên đọc không? Chị Pháp Nguồn muốn sửa sai không? Thời gian còn nhiều. Alo, rồi như vậy là chấm dứt ha. Câu Phật Nguồn 153. Chị Pháp Nguồn đưa tay. Xin mời. Dạ, con xin được phân tích. Bữa nãy con quên con chưa phân tích thưa sư. Dạ, con xin phép con được đọc qua một lượt rồi con phân tích ạ. Và xin phép con cảm ơn cô Meta cho biết tín hiệu. Con xin được đọc và phân tích câu pháp cú 153. An nê ca cha ti sang sa rang san tha vi sang anip pi sang ga ha ka ra kang ga we san to dukkha cha ti puna punang. Con xin phép được phân tích câu 1, câu 2 ạ. An nê ca cha ti sang sa rang san tha vi sang anip pi sang. Dạ, câu á là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm thông thường, tha à san à san này là không biết là nhấn hay thông thường. San là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, quý là trường quýt là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, sang là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin lỗi. Anê ca cha ti sang sa rang san tha vi sang anip pi sang. Con xin được phân tích câu 3 và câu 4. Ga ha ka ra kang ga we san to dukkha cha ti punap punang. Dạ, gá là đoạn âm, há là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, san là trường âm thông thường, tô trường âm thông thường, dạ, đúc là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường,
Cha là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, pú là đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, pú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đúc ca ga ha ca ra căng ga quê san tô đúc ca cha ti pu nắp pu năng. Con xin đọc lại toàn bài. A nê ca cha ti sang sa răng san tha huy sang anip pi sang ga ha ca ra căng ga quê san tô đúc ca cha ti pu nắp pu năng. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có gì sai mong ngài chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức vừa vào Zoom ạ. Dạ con xin dâng mic đến đạo tràng. Alo 123 123, khi bắt nguồn lên sửa sai. À, quý vị có thấy sai hay là đúng? À, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức vừa đến cho các Phật. À, quý vị thấy rằng khi pháp nguồn lên phân tích trường âm đoạn âm có sai chỗ nào không? Alo 123 123. Rồi khi pháp nguồn khi mà phân tích xong có thấy rằng mình phân tích như vậy là đúng hay là có chỗ nào sai? Alo, khi bắt nguồn có thấy rằng sai một chỗ đó là chiếc meta, còn chiếc bắt nguồn đọc như vậy, chiếc bắt nguồn có thấy sai chỗ nào? Quý vị trong đạo tràng có theo dõi không? Thì Pháp Nguồn nói không đều lắm hả? Quỳnh Hạnh Pháp nói là không đều lắm, hình như sai hả? Trời ơi, không có tự tin gì hết, đọc mà còn phân tích rồi xong xuôi hết rồi mà hình như sao mà coi như không tự tin là chính mình hả? Mà còn hình như. Alo, mời chiếc Meta, chiếc bắt nguồn sai chỗ nào? Mời chiếc Meta. Alo, chiếc Meta thấy sai chỗ nào? Mời ha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, cái lỗ tai con thì cũng kém rồi mà con nghe cái chỗ này không biết đúng không thưa ngài. Cái câu thứ ba đó ngài, con thấy là cuối câu thứ ba thì hình như là con nghe là cái chữ san, thì Pháp Nguồn nói là nó là trường âm thông thường, thì con thấy chỗ đó. Dạ còn ngài nghe rõ thì ngài thấy như thế nào? Thì con nghe thì nói là trường âm thông thường. Dạ con nghe vậy ngài. Dạ con xin trả mic lại cho ngài. Sư Meta rồi Quỳnh Hạnh Pháp cũng là hình như không à? Nghe thì biết là nghe đúng hay sai chứ cũng nghe mà còn hình như không à? Chính cái chữ sanh sanh tô này á, hai trường âm mà một là trường âm nhấn, một là trường âm thông thường, nhưng mà chi pháp nguồn nó cho đây là hai trường âm thông thường luôn. Chữ sanh là trường âm nhấn nhưng mà nói đó là trường âm thông thường, chính xác chứ hình như cái gì nữa. Chiếc Meta khiêm tốn ha. Rồi Quỳnh Hạnh Pháp cũng khiêm tốn, hình như thì người ta đọc sanh là trường âm thông thường thì rõ ràng là trường âm thông thường rồi, còn gì nữa mà hình như. Rồi Sĩ Pháp Nguồn cái gì cũng đúng, nhưng mà ở chỗ này bị phân tâm. Cố gắng ha.
Bởi vì đây là một cái câu Phật ngôn mà nói lên chính bản thân của mình phải sửa sai, lang thang bao kiếp sống, tìm nhưng không gặp. Người xây dựng nhà này, quý vị là những người cư sĩ, mà cư sĩ tức là kỹ sư để sửa chữa cái bản thân của mình, tâm hồn của mình, cái danh, cái sắc của mình. Quý vị là những kỹ sư, tức là những người cư sĩ phải hướng về chính mình. Mình sai là mình phải sửa. Mình đi tái sanh là do cái gì? Mình không thấy được chính mình, không thấy được cái danh sắc này, cho nên nó mới khổ vậy đó. Rồi bây giờ còn vị nào đọc nữa không? Không đọc thì chúng tôi đi vào cái vấn đề tư vấn ha. Câu Phật ngôn này và câu Phật ngôn 154 cùng một duyên sự, cho nên thời gian chúng ta sinh hoạt về câu Phật ngôn này cũng dài lắm. Bây giờ mới 5:35, còn gần cả tiếng nữa. Ơi, Christina, xin mời. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Thế Đức, các quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con vô trễ, con xin phép được đọc bài 153. Anê ca cha tí sang tí sang sa lang san tha vi sang ani phi sang ca ha ca ha ca ra căng ca we san to tuk kha cha tí punap punang. Con xin phân tích câu 1 và 2. Anê ca cha tí sang sa lang san tha vi sang ani phi sang. Câu á là đoạn âm, nê trường âm thông thường, cá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, san trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, quýt trường âm nhấn, san trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nít trường âm nhấn, tí đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ane kacha tí sang sa răng san tha vi sang anip vi sang. Câu 3 và 4. Ca ha ca ra căng ca vi san tu tuk kha cha tí punap punang. Gá há hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, rá đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, quê trường âm thông thường, san trường âm nhấn, con tô trường âm thông thường, túc trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, cha trường âm thông thường, tí đoạn âm, ú đoạn âm, nắp trường âm nhấn, ú đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá ha ca rắc căng gá quê san tô túc kha cha tí pú nắp pú năng. Ane kacha ti sang sa rang san tha vi sang anip pi sang kaha ka ra kang ga we san to dukkha cha ti bút nắp bút năng. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp. Người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anê ca cha ti sang sa rang san tha vi sang anin bi sang ka ha ka ra kang ga we san to dung kha cha ti punam punang. Anê ca cha ti sang sa rang san tha vi sang anin bi sang ka ha ka ra kang ga we san to dukkha jati punam punam. Dạ, con đã đọc xong, con có sai. Xin ngài sửa giùm cho con và đạo tràng sửa giùm cho con ạ. Con kính tri ân ngài và đạo tràng.
Sa thủ Sitina ha. Trên tinh thần tự giác đến sau đưa tay lên để mà trả bài làm liền ha, chứ không phải đợi phải mời lên. Đây là một cái vấn đề rất là quan hệ. Và Sitina cũng đã kết thúc cái vấn đề phân tích rồi xong ha. Bây giờ chúng ta nghe ý nghĩa từ vựng của câu Phật ngôn 153. Câu Phật ngôn 153 và câu Phật ngôn 154 cùng một duyên sự. Anê ca cha tí sân xa rằng, một cái câu nó dài như vậy nhưng mà thật sự nó có ba từ nó dính liền với nhau. Anê ca là một, cha tí là hai, sân xa răng là ba. Anê ca, ở đây chúng ta thấy tiếp từ ngữ anh ở phía trước có nghĩa là không, và e cá là một, một tức là số một, số hai, số ba, e cá, đu tí, rồi tí cá, vân vân, một hai ba đó, ha. Thì bây giờ anh e cá có nghĩa là không phải một, không phải một. Anh này cá không phải một, có nghĩa là nhiều, 2, 3, 4, 5 á, gọi là anh này cá. Rồi cha tí, chữ cha tí đây là một danh từ nữ tính, ý karan tất ý thì linh ga. Cha tí là sự sanh khởi hay là kiếp sống, cha tí là kiếp sống. Và sân sa răng, sân sa răng do cái từ sân sa rá, sân sa rá nó là một danh từ nam tính, akaranta pung linga. Và sân sa rá được chia theo đối các suy đu tỳ giao vì phát tí e cao quá trần á, nó biến thành sân sa răng. Và động từ của nó là sân sa rà tí, có nghĩa là di chuyển về phía trước một cách liên tục, hướng về phía trước một cách liên tục, gọi là sân sa và tí. Vậy thì sân sa răng có nghĩa là cái vòng tái sinh hoặc là luân hồi, tức là cái đi trước đi vòng 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 đi hoài á, gọi là vòng luân hồi, vòng tái sinh. Vậy thì ở đây anh nè cá cha thì sân xa rằng sự luân hồi trong nhiều kiếp sống, cái câu đầu tiên, sự luân hồi trong nhiều kiếp sống mà ngài hòa thượng Minh Châu dịch là lang thang bao kiếp sống. Và câu số hai, sanh tha quýt sằng anip bi sằng, sanh tha quýt sằng anip bi sằng. Chữ sanh tha quýt sằng chúng ta thấy tiếp đầu ngữ sằng ở phía trước có nghĩa là cùng hoàn toàn, và tha quýt sằng, tha quýt sằng do căn ngữ tha là chạy, tha là chạy. Vậy thì sanh tha quýt sằng ở đây nó là một động từ số ít, đã trải qua, đã chạy xuyên qua, đã trải qua, đã trải qua, đã chạy xuyên qua, rồi xuyên qua cái gì? Anipisang, anipisang chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước có nghĩa là không, nipisang do cái một hiện tại phân từ, tức là nipisanta, nipisanta, anipisanta, cái động từ số ít này được chia theo đối cách đối tỳ gia vị pháp tí. Cho nên anipisang có nghĩa là không ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ không gặp, không ngừng nghỉ không gặp.
cái gì không ngừng nghỉ không gặp, tức là đã chạy xuyên qua nhưng mà không ngừng nghỉ hoặc là không có gặp, ta tìm nhưng không gặp, tức là cũng có đối diện, cũng có coi như chấp nhận nhưng mà không gặp được, không gặp cái gì. Ra hạ cà ra cần ra quê thành tù, câu số 3. Ra hạ cà ra cần ra quê thành tù. Ra hạ cà ra cần, ở đây cái từ ra hạ, đây là một danh từ nam tính. Ác lần ta phung linh ga, ga ha cứ nghe cái nhà, ngôi nhà, cái nhà. Rồi ca là căn, ca là căn, do cái từ ca là cá, nó là một danh từ nam tính. Ác lần ta phung linh ga, và ca là cá này được đứng làm chủ, được chia theo đối cách số ít đối tỷ giáo vì phát tế e cao hoạch trần á, cho nên ca ra cá biến thành ca ra căn. Ca ra căn có nghĩa là người thợ, người tạo dựng ra ngôi nhà. Ga hát ca ra căn tức là người, người thợ làm nhà, người thợ cất nhà. Rồi chữ ga quê san tô, ga quê san tô do cái động từ ga quê sát tí, có nghĩa là tìm kiếm. Và ga quê san tô nó được đứng làm chủ từ ha, chủ từ số ít. Bạch tham a e ca quê chánh a quỳ phát tí, trong khi tìm kiếm, trong khi tìm kiếm. Vậy thì ga hát ca ra căng ga quê sanh tô, trong khi tìm kiếm người thợ cấp nhà. Tức là ở đây câu số 3 nói là người xây dựng nhà này, người xây dựng nhà này. Và câu cuối cùng, đúc ca cha ti pu nắp phụ năng, đúc ca cha ti pu nắp phụ năng. Đúc ca do cái từ đúc ca ha, tức là những sự đau khổ, số nhiều hả, những sự đau khổ. Cha tí là sự tái sanh, cha tí là sự tái sanh. Và chữ pu nắp phụ năng, pu nắp phụ năng tức là tiếp tục tái diễn, phụ nắp phụ năng tức là liên tục. Cái ở đây có nghĩa là nói rằng sự tái sanh, tái diễn là sự khổ đau, sự sanh tái diễn là khổ đau, hay là sự sanh tiếp tục là khổ đau. Bởi vì đó là sự luân hồi mà, một cái vòng tròn mà chúng ta đi từ cái sanh đến cái tử, từ cái chết đến cái sống, một cái vòng tròn như vậy. Như vậy thì câu Phật ngôn 153 cho chúng ta ý nghĩa: trong khi tìm kiếm người thợ làm nhà, ta đã trải qua sự luân hồi trong nhiều kiếp sống không ngừng nghỉ, sự sanh tái diễn là khổ đau. Ý nghĩa câu 153: trong khi tìm kiếm người thợ làm nhà, ta đã trải qua sự luân hồi trong nhiều kiếp sống không ngừng nghỉ, sự sanh tái diễn là khổ đau. Và ngày đây là đại đức Tâm Cao, Tâm Cao đã phổ thơ thế này: lang thang bao kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay, bèo may biến cũ vần xoay lối về. Lang thang bao kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này,
Ôi đời sống thật buồn thay, bèo mây bút bến cũ vần xoay lối về. À, đây là lối dịch của Đại Đức Tâm Cao ha. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sinh. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sinh. À, như vậy thì ý nghĩa từ vựng câu Phật ngôn 153 chúng tôi đã trình bày xong. Và câu Phật ngôn 154 nó sẽ nói lên cái duyên sự hai câu Phật ngôn này. Rồi bây giờ với câu Phật ngôn 153, thời gian còn lại chúng ta nghĩ như thế nào về câu Phật ngôn này? Xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức Hoan Hỷ gợi ý để đạo tràng chúng ta sinh hoạt theo câu Phật ngôn này ý nghĩa như thế nào. Alo, cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Rồi, vị nào đưa tay trước để đạo tràng sinh hoạt? Thì bây giờ coi như tỉnh chư tăng gợi ý để chư Phật tử sinh hoạt về câu Phật ngôn này. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sinh. Vậy thì tìm nhưng không gặp, tìm cái gì đây ha? Đó là người cái xây dựng ngôi nhà này, mà ngôi nhà này nó thành tựu do cái gì? Có phải là ngũ uẩn của chúng ta hay không? Do cái ngũ uẩn để rồi để chất thành từng đống, và danh sắc nó hình thành trên chính cái thân của chúng ta. Vậy thì chúng ta đi tìm, tìm ở đâu? Tìm chính bản thân của mình chứ không phải là tìm bên ngoài. Tại sao chúng ta phải tái sinh? Bởi vì chính cái thân của chúng ta đã tạo nên thiện nghiệp và ác nghiệp. Thân, khẩu, ý, ba cái nghiệp này đã đưa chúng ta vào thiện, vào ác, để rồi chúng ta phải sanh tử luân hồi. Rồi bây giờ mời quý vị coi như là thảo luận về câu Phật ngôn này. Alo, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Thỉnh quý vị hoan hỷ gợi ý để cho chư Phật tử sinh hoạt. Đại Đức Pháp Trang gọi chút máy. Rồi, Đại Đức Tuệ Đức, quý vị nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Rồi, hai vị đại đức này thấy mắc cỡ ha, không đưa tay. Rồi, ý của quý vị trong đạo tràng nghĩ sao? Rồi, ngồi cười ha, lên sinh hoạt mà cười ha. Rồi, có sao nói vậy đi ha. Câu Phật ngôn này Đức Phật nói lên chính bản thân của mình, chứ không có đề cập đến một cái đối tượng nào hết. Tức là Ngài nói về chính bản thân của mình dưới cội cây Bồ Đề khi vừa chứng đắc Phật quả. Thì đây là một cái điều đặc biệt một cái điều đặc biệt. Tức là Ngài đi tìm cái người thợ mộc. Mà cái nhà của Ngài á, cái nhà này là cái thân á, người thân của Ngài á, thì Ngài đi tìm người thợ mộc. Mà tìm người thợ mộc đó là ai? Đó là ái dục, là cái người mà làm nên cái ngôi nhà gọi là tự ngã, chính bản thân này. Và chính Ngài đã phát nguyện dưới chân của Đức Phật đi bằng cà ra, xin cho được giác ngộ
để thấy được cái người thợ làm nhà, tức là thấy được ai dục. Và từ đó đến bây giờ, Ngài đã trải qua vô số kiếp luân hồi, vô số trăm ngàn lần sinh tử, cho đến cái vòng luân hồi mà vẫn chưa gặp mặt hắn, vẫn chưa ngộ được, vì chưa đạt đến cái mục đích cứu cánh. Cho nên cứ mãi trôi lăn trong cái biển luân hồi sanh tử bất tận. Như vậy thì ở đây nói về nguyên nhân của sự luân hồi, tức là đi tìm cái tên thợ làm nhà, mà một khi mà còn tái sanh trở đi trở lại thì luôn luôn phải chịu sinh lão bệnh tử. Dù có chịu khổ nhưng mà chưa gặp được người ta làm nhà là chưa có quay trở lại. Chính vì vậy cho nên phải đi tìm nơi chính bản thân của mình. Những người thợ làm nhà đó chính là ái dục, chính là ái dục. Và tìm cho ra cái anh thợ làm nhà đó thì mới thấy được cái ngũ uẩn chính là dây không. Nó nằm trong cái trạng thái của vô ngã, chứ không phải là mình làm chủ. Thường thường cái gì chúng ta thấy rằng cái hay, cái đẹp, cái tốt, cái gì gì cũng nói là của ta hết đó. Còn cái xấu cho người khác. Cái gì đẹp, cái gì tốt, cái gì hay, cái gì giỏi là có chữ ta trong đó. Mà có cái bản ngã mà nó sanh khởi lên thì mình đâu có thấy được sự thật. Mình đâu có thấy được sự thật. Bởi vì tham, sân, si, ngã mạn nó chi phối, nó làm cho mình coi như đau khổ, phiền não khổ đau. Mà phiền não khổ đau thì nó nằm trong cái sanh tử luân hồi. Bởi vì mình chưa tìm được người xây dựng cái nhà của mình. Rồi bây giờ xin mời quý vị có ý kiến gì về câu Phật ngôn 153. Có sao nói vậy đi. Có hồi nào quý vị nhìn lại để thấy ngôi nhà của chính mình hay không? Hay là quý vị khi đã lớn tuổi rồi thì quý vị thấy ồ, cái ngôi nhà của mình đã rệu rã rồi, tàn tạ rồi, sắp sập rồi. Chính bản thân của mình cũng chẳng có cái gì là của mình cả. Răng giả, rồi có nhiều cái giả nó nằm ở trong chính bản thân của mình mà mình không còn là nguyên thủy như khi mới sinh ra. Rồi thấy bàn tay của sức kiên đưa lên rồi bỏ vô túi rồi, bây giờ đưa lại. Mời sức kiên. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư sư Thạnh, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh. Coi để con nhớ coi. Sư Pháp Trang, sư Tệ Đức. Con thiếu thư nào nữa không sư? Quý vị có nghe âm thanh tôi rõ không đã? Quên nữa. Bữa nay nhiều sư quá mà sư mời mấy sư lên không sư nào chịu lên hết trơn hết. Thì con mắc cười đó, sư mắc cỡ. Sư nói sư mắc cỡ không chịu lên. Trời ơi, sư tu hành rồi đâu phải con gái mới lớn sắp sửa đi lấy chồng đâu mà mắc cỡ. Con mắc cười quá, con phải cười chứ. Mua thêm chút âm thanh nè. Ok, bây giờ nghe rõ chưa? Pháp Luân Hầu Cai ở trên nó gừng núi nhiều quá, là Hầu Cai Yên Bái nó gừng núi đó, thổi u quá nghe không rõ gì hết trơn. Bây giờ nghe rõ chưa? Bây giờ nghe rõ ràng chưa? Dạ hết. Sư dùng chữ con mắc cười quá, con phải cười một chút cho đã. Mấy sư mắc cỡ, còn cũng mắc cỡ luôn à. Ok, cái này nó nhiều lắm, con chỉ nói đại khái thôi, con chỉ chia sẻ những nghĩ không thôi. Trong riêng cái câu kinh Pháp Cú 100, cái chữ chính trong này Đức Phật muốn nói tức là Anipisang, tức là không gặp liên tục. Đó là chạy qua chạy lại cứ không ngừng nghỉ mà không gặp. Tại sao không gặp vậy? Chạy đi đường một chiều không hà, đâu bao giờ đi đường ngược chiều đâu. Thì đi đường xuôi á, thì cảnh nào xuôi theo cảnh đó đi theo thôi, đâu có chịu.
đâu có chịu đi ngược chiều đó, đi ngược chiều mới gặp mặt được. Thì ý con nói rằng Đức Phật dạy vô tham, vô sân, vô si. Chúng ta thì tham sân si ngu sao mỏng tham. Trời ơi, của đó nhiều chết luôn. Nó chọc mình giận, mình nổi giận, mình không sân lên, ngu sao không giận. Đục cho nó lợi, nó đục mình cái, mình đục nó hai ba cái. Chứ đâu phải là như Đức Phật đâu. Chăm chặn chăm thua đi, cho mày thua đi. Thì con nhớ một câu mà Đức Phật nói với Ngài Angulimana. Khi mà Angulimana rượt Ngài mấy dặm đó, thì Ngài ấy mới nói là, Ngài ông sư, người tại sao ngươi chạy hoài vậy? Thì Đức Phật đã nói, ta đã dừng lại hết rồi. Thì Angulimala mới nói chứ, sư Sa Môn là không bao giờ nói dốc. Ta chạy theo muốn mệt, muốn phờ luôn nữa. Võ công của ta cao cường như vậy, rượt bén góp nhà ngươi, muốn thịt dầu luôn nữa. Mẹ người nói là người đã dừng lại. Thì Đức Phật mới nói một câu rằng, ta sẽ dừng lại cái gì? Ta không còn tham sân si nữa. Thì với cái tiếng gióng sư tử của một vị chánh đẳng chánh giác, thì một người đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp như Ngài Angulimala thì giật mình bắn lại, mới đứng lại, mới quay ngược dòm lại của mình. Thì Ngài ấy ngộ, Ngài mới giục kiếm đi, Ngài quỳ gối xuống xin đảnh lễ Đức Phật và xin gia nhập vào giáo tăng đoàn. Thì cái câu đó thì Đức là chúng sanh thường á là cứ đi theo một chiều thôi, và vui vẻ cũng như đau khổ trong cái kiếp tới của mình. Nếu làm vua thì ngắt ngưỡng say xưa trong đó, hưởng thụ dục đủ thứ hết. Lúc mà nghèo khó bị đày đọ thì giống gọng lên, trời ơi sao khổ quá, và cứ lăn lộn sống trong những cái kiếp sống mà mình đang có, và không bao giờ dừng lại hay nhìn lại để mà nghe lại tại sao chúng ta phải đừng có tham, đừng có sân, đừng có si giống vậy, hay là ngừng lại đừng làm những chuyện mà chúng ta đang làm như vậy. Và những người này đều không hiểu rõ thấu đáo của định luật trong cái vũ trụ này, nó giống như cái tánh ngũ ba mặt, vô thường, đau khổ và vô ngã. Không có chuyện gì vô thường, có nghĩa là không có chuyện gì thường hằng tái diễn hoài hoài giống như vậy, lúc nào nó cũng phải thay đổi hết. Vô ngã có nghĩa là không có gì thuộc về chúng ta hết, có khi nào nó đến, khi nào nó đi, nó đến bao nhiêu, nó ở bao nhiêu thì đều không biết hết, vì chúng ta không kiểm soát được những điều đó. Mà chúng ta muốn những điều mà chúng ta muốn nó thường hằng, hôm nay chúng ta mới đau khổ. Thì thường ngày á, con coi trong phim cũng thôi, những cái cuộc sống mà trong xã hội con nhìn thấy, người nào mà có cái quyền thế họ cũng nghĩ rằng họ muốn giữ cái quyền thế đó suốt đời. Và cha truyền con nói, và bằng mọi cách nếu mà có việc gì xảy ra hay lỗi lầm, họ có nhiều người biết hiểu biết thì họ sửa sai, nhưng có nhiều người không biết sửa sai, và họ tiếp tục chà đạp lên cái đạo lý về nhân nghĩa hay là việc phải, họ cứ tiến tới và họ chèn ép chà đạp để mà giữ những cái quyền hành cũng như cái địa vị của họ. Từ cái tội này họ tạo ra nhiều tội khác, giống như Đức Phật nói, từ sáng họ vô tối, rồi từ tối họ vô tối thùi luôn, tối hù luôn. Giống như con mèo đen, rồi còn mèo mung nữa, đen thui luôn. Thì ít có người nào mà đang giàu có quyền thế mà họ nhìn lại những hành động, những sự quyết định, những suy nghĩ của họ là đúng hay sai, có tốt cho người không, có tốt cho mình không, không bao giờ. Họ nghĩ làm sao cái gì tốt cho họ thôi. Còn nếu mà họ nói tốt cho người khác thì họ viện trợ cái đó, họ viện lý lẽ, họ ngụy biện để ẩn sau ý của đó là những chuyện mà thê thảm hơn. Và họ cứ có nhiều người họ biết điều họ cái mà đau khổ nhất, cái mà tội lỗi nhiều nhất, họ biết chính cái việc đó là việc xấu, chính việc đó là việc ác, nhưng mà họ vẫn cố tình làm và muốn làm và để thực hiện cho xong cái đó mới là tội lỗi nhiều hơn. Có những người họ làm vì họ thật vô minh, họ nghe xúi dục,
họ vui, họ họ làm theo cái đó để mà đó, chứ nhiều khi họ không biết cái mảnh cái về cái sự cái tác hại của cái đó về sau như thế nào họ không biết, họ cứ làm theo giống vậy. Thì cái số người đó thì trong luật pháp nói không biết không có tội, nhưng thật ra Đức Phật nói cái người không biết mà làm cái tội nó nhiều hơn cái người biết mà làm. À, kỳ lạ ha. Thì có một lần thì con mới đặt câu hỏi đó, thì vị sư giải thích con nghe rằng tại vì khi mà mình á, mình biết cái lỗi đó thì mình biết cái ảnh hưởng, cái sự tàn hại của đó, cái tác động nó như thế nào, cái hậu quả của nó đó, thì cái người biết hiểu đó thì người ta biết chừng mực trong đó, họ sẽ biết làm cái nào cho đủ một cái đó thì nó ít tội hơn là cái người không hiểu biết. Cái người không hiểu biết chẳng hạn như trong đám lá rừng vậy đó, họ cứ đốt đốt kêu ngày đốt 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 đó, họ không biết họ đốt rồi từ cái nhóm lửa nhỏ họ đốt cháy nguyên cả khu rừng luôn. Còn những người mà biết đốt cháy là sẽ đốt cái đó, sẽ đốt cái rừng này kia, họ chia ra, họ họ chặt những cái cây chung quanh kia xa hơn, rồi họ đốt một nhóm đó, họ chỉ đốt một cái khu nào mà họ muốn theo cái ý định ý muốn của họ muốn, thì cái đó là cũng cũng đúng. Cái những lý luận của Đức Phật thì nó dạy thì thấy có nhiều khi thấy nghịch, thấy kỳ lạ hơn cái luật lệ của cái thế gian này. Giống như bên Mỹ, những người mà thanh niên thiếu nữ mà dưới 18 tuổi nếu mà làm việc tội hay cái gì đó thì nó được xóa tội cái đó, nếu mà dưới cái đó, hay là nó được tội nhẹ hơn những người trên 18 tuổi. Thì con nghĩ rằng không phải là những người làm luật đó họ không biết điều đó, nhưng họ muốn cho cái những người trẻ này có những cơ hội khi mà họ dạy họ làm cái đó, rồi để cho họ có cơ hội để họ tạo lại cái cuộc đời họ trong tương lai nữa, chứ không để hủy hoại. Giống như là nó cho nó cho chương trình mà bankruptcy đó, tức là khai phá sản. Lúc mà con mới qua Mỹ thì thiếu nợ bao nhiêu đó, khai phá sản là không còn thiếu nữa, không hết, trong trong vòng 7 năm thì khai được một lần. Nhưng sau đó có nhiều người rất lợi dụng cái luật này, thành ra lại luật pháp chế ra phá sản thì theo từng phần, thì trả được một phần nào, còn phần nào phải trả góp chứ không phải trả hết. Thì như vậy thì con nghĩ rằng đối với Đức Phật thì ngài biết trong cái định luật, khi mà mình định luật nhân quả đó, khi mình trồng cây chanh thì mình được ăn trái chanh, mình trồng trái sầu riêng thì mình ăn được trái sầu, cây sầu riêng thì mình ăn được trái sầu riêng. Thì những cái gì mà mình làm á, thì không có tránh được cái hậu quả của nó. Thành ra ngài không có cái định luật nhân quả, nó không có thiên vị ai hết, nó không thiên vị người trẻ tuổi, người già, người người con người nam người nữ, người bóng người cái hay gì nhé, hãy làm cái đó là bị cái đó. Và cái nhân quả nó không có cộng trừ nhân chia được, và chỉ là những người mà làm. Ngay cả chính Đức Phật chúng ta cũng thấy, ngay cho những vị mà trước khi đắc A-la-hán họ cũng bị cái nghiệp nhân quả, có người là bị cả suốt đời đói 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 nghèo khổ, đây làm ông sư rồi nó cũng còn đói đói nghèo khổ, không bao giờ được một bữa ăn được hoàn toàn được no hết, cho đến cuối cùng trước khi cái ngày cuối cùng trước khi đắc quả vô sanh A-la-hán thì mới được bữa bữa ăn được hoàn toàn. Có người sanh ra đời chưa sanh ra đời ở còn ở trong bụng mẹ rồi còn bị người ta thọt đâm cho đuôi mắt mù đủ thứ. Cái đó là cho có tu hành bao nhiêu thì mình không có thể xóa hết những cái quả cái nhân của mình đã làm trong quá khứ, mà phải từ từ trả. Nhưng nếu mà bởi vậy Đức Phật mới dạy cho chúng ta thì phải nên tu hành, tu làm việc thiện càng nhiều càng tốt. Thì cái việc thiện giống như con chó trắng và việc ác giống như con chó đen, con chó nào chạy trước thì con đó thắng. Thì những cái việc thiện mình làm nhiều quá mạnh quá thì cái việc ác nó đuổi theo, không chỉ tu hành đạt A-la-hán bye bye giật nợ đi hết. Ngay cả chính Đức Phật ngài cũng phải trả cái nghiệp nhân quả của ngài. Ngài hay bị đau lưng, ngày cuối cái ngày mà trước khi ngài nhập Niết Bàn ngài phải bị tiêu chảy rất là đau khổ và phải đi bộ một hành dài vậy. Thì chính ngài là người đã giác ngộ ra, ngài biết rằng vì mình không có tìm được cái người cắt cái nhà này, tại vì mình không bao giờ dừng lại, mình không bao giờ nhìn ngược lại,
nhìn coi lại cái mình làm gì, mình không biết những cái nghiệp quả của mình làm, mình không biết các pháp thiện đã tạo ra gì, những pháp bất thiện tạo ra cái gì, và mình phải cần học hỏi tu tập cái gì. Cứ không có tìm kiếm gì hết, cứ đi thôi. Thường chúng sanh đi theo cái đường thẳng vậy, và đi theo cái cuốn lốc theo đường một chiều thôi, không bao giờ đi ngược chiều hết. Là kìm hoài sao gặp được, giống như tình yêu đơn phương vậy nghe, nói đi yêu một mình đi hoài đâu có gặp đâu, phải nhìn lại chứ có người yêu lại mình thì mới được đủ cặp chứ. Còn nói vậy thôi, cho thí dụ cho dễ hiểu vậy thôi, chứ đi đường một chiều đâu có gặp được, chứ đi hoài, đi kiếp này đi tới kiếp tới trước. Còn những người đó thì họ phần lớn tất cả chúng sanh đều bị vô minh và ái cái dục với cái nghiệp của họ, cứ kiếp cho họ luân hồi theo. Mặc dù cái kiếp này họ biết làm thiện làm gì, nhưng cái sự ái dục không có dừng lại. Họ còn trước khi họ chết còn nắm tay nắm chân, họ nói hẹn kiếp sau gặp nữa, kiếp sau gặp nữa làm vợ chồng nữa. Thì trong phim ở ngoài đời cũng vậy, có nhiều người không được dự ý với những cái tình nha, những cái cuộc tình, những cuộc sống của mình muốn kết hôn với ngày kia. Có rất nhiều người đã uống thuốc tự dẫn hay tự tử, làm những chuyện rườm dại. Nếu mà họ biết rằng tất cả đều chết hết, tất cả đều phải tái sanh tùy theo cái nghiệp của mình, thì họ chúng sanh sẽ dừng lại và nhìn lại, bỏ chứ là tức là thay đổi những cái suy nghĩ của mình đi. Được có bao nhiêu người họ toàn đi đường một chiều không, làm sao gặp được cái người cắt nhà. Bởi vậy hãy cắt nhà này tới nhà kia, dọn nhà này, có nhiều người khoái chí nữa, vô nhà mới khoái nữa. Có nhiều người thì chê nhà mà nhà này không tốt, than trời trách đất. Cũng như người thân, trời ơi cái này sướng quá, tài sản ra được may mắn sung sướng quá. Muốn là thì đại khái là giống như vậy. Trong câu này thì Đức Phật ngài đã tìm gì? Để tìm ra cái người cắt nhà, tức là ngài tìm ra cái sự tái sinh luân hồi cắt nhà này nhà kia là do cái tham dục, cái tham ái, cái vô minh. Khi ngài phá, ngài dùng cái ngọn đèn tuệ ngài phá bỏ ra hết những cái vô minh đó, thì ngài sẽ tìm ra cái người cắt nhà là như thế nào. Cách xây cái ngũ quẩn này, chặt cái ngũ quẩn đi, dẹp nó đi, dẹp cái tham ái, dẹp cái vô minh nó đi, thì còn ai cắt nhà nữa, bây giờ là đi luôn thôi. Con chỉ chia sẻ bao nhiêu đó thôi, nếu mà nói nhiều thì cũng vòng vòng giống vậy thôi. Thì chúng sanh thì lúc nào cũng tham sân hết, mà trong khi cái giáo lý của Đức Phật dạy ngược lại hết, phải vô tham, vô sân, vô si. Chúng ta cứ đi theo con đường thẳng một chiều, xong Đức Phật kêu dừng lại, quay đầu trở lại. Có bao nhiêu người quay đầu, mà quay đầu như thế nào? Quay đầu một ngày rồi quay đầu là một bước để lấy chớn, chạy thêm ba bước cho nó nhanh nữa để kịp mấy cái kia nữa, để bỏ lỡ cái kia uổng lắm. Đại khái như vậy. Còn chị nghĩ rằng con chia sẻ như đó cũng đủ rồi, chị cũng nghĩ mệt rồi. Và con xin cung thỉnh các sư trong đậu tràng này lên chia sẻ cho chúng con nghe lời dạng ý ngọc của các sư, chứ sư đừng có bắt, các sư đừng có mắc cỡ nữa, hãy chia cho chúng con nghe. Và trong khi con chia sẻ có những điều gì sơ sót, sai sót, con xin các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng chỉ dẫn và cho con được chỉnh sửa. Và con xin trả mic lại, và con cung thỉnh các sư, các cô tu nữ và quý đạo tràng cầm mic lên để chia sẻ cho mọi người cùng hiểu biết. Và con xin quý vị trong đạo tràng được một ngày an vui và may mắn. Con xin trả mic lại. Sa thú Thích Kiêm giải thích một cách rất là rộng rãi. Chắc đạo tràng nghe xong và thấy cũng hợp ý của mình, cho nên hoặc là nhiều khi Thích Kiêm đã nói hết ý rồi, đạo tràng còn gì để mà nói. Quý vị nên mốm ý với nhau, tức là gợi ý để cho các vị khác có thể tham gia. Tại sao câu Phật ngôn này nó lên ý nghĩa là chính Đức Phật ha, khi giác ngộ ngài dưới gốc cây Bồ Đề, ngài đã nói lên chính bản thân của mình đang thang bao kiếp sống,
ta tìm nhưng không gặp. Người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sinh. Mà Ngài đi tìm, tìm ở đâu? Tìm chính bản thân của mình. Chúng ta thấy rằng trong con người của chúng ta và cũng trong con người của Đức Phật, nó đồng đều nhau hết. Tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Tức là cái lục căn của chúng ta ha. Khi tiếp xúc với lục trần sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, căn và trần tiếp xúc với nhau thì cái thức nó phát sinh lên, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Tức là trong con người của chúng ta ai cũng có căn, cũng có trần, cũng có thức. Và Đức Phật cũng vậy thôi, Ngài cũng có căn, trần và thức. Nói chung là 18 giới này ai cũng có cả, cũng bình đẳng giống nhau hết. Nhưng mà trong cái bình đẳng giống nhau hết đó, chúng ta cứ hướng ngoại, nhìn ra bên ngoài, để rồi chúng ta sống vì người khác. Ở đây lang thang bao kiếp sống, nghĩa là luân hồi sanh tử, phiền não khổ đau. Bây giờ Ngài nhìn lại chính bản thân Ngài và thấy được sự thật. Tức là trong cái sự im lặng Epipasco, tức là hãy nhìn lại chính mình để Ngài thấy được những cái uẩn. Cái uẩn tức là những cái khối, những cái sự trồng chất, những cái đống mà nó lớp này nó chất lên lớp kia trong chính cái bản thân của mình. Thì đó chính là Panh Chú Ba Đà Nắc Khanh Thà, là năm cái thủ uẩn. Thủ tức là chấp, chấp chặt, giữ lấy. Mà giữ lấy để rồi chồng chất lên nhau có những cái gì? Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì sắc thủ uẩn tức là bất cứ một cái sắc gì thuộc về quá khứ, hiện tại và vị lai, ở nội phần, ở ngoại phần, thô hay là tế, xa hoặc là gần, mà chúng ta chấp vào nó, cái đó gọi là sắc thủ uẩn. Rồi thọ thủ uẩn, vedana, vedanu ba da nắc khanh thà, tức là bất cứ một cái thọ gì mà thuộc về quá khứ, thuộc về hiện tại, thuộc về vị lai, ở bên trong, ở bên ngoài, thô hay là tế, xa hoặc là gần, mà bị chấp thủ, thì chính cái thọ đó chúng ta chấp chặt, để rồi nó đưa chúng ta đến phiền não khổ đau. Rồi tưởng uẩn cũng vậy, sanh nhu ba đà nó thành thà, tức là bất cứ một cái tưởng gì thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô hay té, xa hoặc là gần, mà chúng ta chấp chặt vào nó thì nó cũng đem lại phiền não khổ đau. Rồi hành thủ uẩn sankharu ba đà nó thành hà, bất cứ một cái hành gì mà thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô hay tế, xa hoặc là gần, mà chúng ta chấp vào nó thì nó đem lại phiền não khổ đau. Rồi thức thủ uẩn Vinyanu Bada Nakhantha, tức là bất cứ một cái thức gì mà thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, xa hoặc là gần, mà chúng ta chấp vào nó thì nó đem lại phiền não khổ đau. Nó chồng chất lên với nhau. Rồi chúng ta nắm chặt những cái đó để rồi sự đau khổ dài dài, và chúng ta đắm chìm vào đó. Ở đây Đức Phật nói rằng
mình không tìm ra cái người để xây dựng cái ngôi nhà này, bởi vì chúng ta chất chứa quá nhiều những cái sai lầm, những cái xấu xa mà chúng ta phải bị sanh tử luân hồi. Ngược lại, nếu chúng ta áp dụng về giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn và giải thoát tri kiến uẩn, thì chúng ta sẽ thấy được chủ nhân của cái ngôi nhà này. Nói về giới uẩn, si lắc hành thà, tức là sự tổng hợp của những pháp môn thuộc về phần giới, như là các pháp cung kính, pháp phục vụ, biệt biệt giải thoát thu túc giới, thân thiện hạnh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân. Khi chúng ta an trú vào trong giới uẩn thì chúng ta cảm thấy rằng đây là một cái áo giáp. Rồi định uẩn sama thi thành thác, tức là sự tổng hợp các pháp môn thuộc về phần định, như là dục, cần, tâm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chúng ta khi mà có một cái sự thanh tịnh, có một cái nỗ lực bên trong, chúng ta từ từ sẽ tìm ra sự thật. Mà tìm ra sự thật tức là phải đi qua cái phần tuệ uẩn, panya thanh thát, sự tổng hợp những pháp môn thuộc về phần tuệ, như là thật pháp, thẩm, đạt tri, chánh kiến, chánh tư duy. Chúng ta có được một cái nhìn, một cái nhìn có những chân chánh, một cái nhìn xuyên suốt, thấy rõ sự thật, thì tuệ uẩn phát sinh. Và tuệ uẩn phát sinh thì giải thoát uẩn cũng phát sinh, tức là vimutti khanh tha, sự tổng hợp các pháp môn thuộc về phần giải thoát, như là đoạn trừ, sự ly tham, sự giải thoát, sự thanh tịnh, sự tịch tịnh, sự đoạn diệt, niết bàn. Và đây là diệt đế đã đạt đến cái vấn đề giải thoát uẩn. Bốn cái điều này là cái phần cốt lõi trong sự tu tập. Và giải thoát tri kiến uẩn là phần cuối cùng. Quy mút tị nhà nát đáp sở nát thành thá, sự tổng hợp pháp môn thuộc về thánh trí đạt đến giải thoát, như là đạo tuệ, quá tuệ hoặc là phản kháng tuệ. Thì như vậy, khi mà chúng ta áp dụng giới định tuệ giải thoát tri kiến, thì chúng ta đã thấy được người chủ làm cái ngôi nhà này. Đã thấy được người chủ làm ngôi nhà này thì chúng ta không còn chấp thủ nữa. Nhưng đó là vấn đề lý thuyết. Còn cái vấn đề tu tập thì hiện giờ đau khổ vẫn là đau khổ, chấp thủ vẫn là chấp thủ. Nhưng mà khi học những cái bài này, chúng ta hạn chế để tâm của chúng ta được nhẹ nhàng hơn, chứ không phải rằng chúng ta học cái này để rồi chúng ta thành thánh bây giờ. Và chúng ta học như vậy để lấy cái bài học này làm một cái tấm gương để trong cuộc sống của chúng ta hãy buông xả, hãy buông bỏ bớt đi cho nó nhẹ nhàng. Rồi một cái ôm đồm vào riết trong người thì càng ngày càng nặng nề. Và quý vị thấy nặng thì đi xuống mà nó nhẹ thì đi lên thôi. Quy luật âm siêu dương thời, tức là quy luật mà khi mà chúng ta nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ bay. Còn mà chúng ta mà nặng nề quá chắc bay không nổi. Trong sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Thì ở đây sự sanh tử luân hồi, phiền não khổ đau, đó là một cái sự đau khổ để chúng ta phải triền miên trong cái vòng tròn lục đạo. Tức là ở đây bốn cái cảnh khổ, rồi cảnh người và cảnh trời, đó gọi là lục đạo, sáu con đường để chúng ta lên xuống. Mà lên xuống trong bốn cái hình thức là noãn, thai, thấp và hóa.
chúng ta cứ lên xuống trong cái vòng sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Đó là những nơi thường trú của chúng ta. Bởi vì chúng ta tạo ác nghiệp nhiều quá, chúng ta chấp thủ nhiều quá, cái gì hay đẹp tốt cũng ôm hết vào mình, mà ôm vào mình thì đi xuống kia để xây dựng một cái lâu đài, một cái lâu đài trong bốn cánh khổ. Cho nên trong bốn cánh khổ thường thường á, chúng ta hay có mặt, vì cái việc ác thì dễ làm, cũng giống như cái dòng nước. Nước thì luôn luôn chảy vào những cái nơi trũng thấp, và tâm của chúng ta cũng giống như vậy. Hôm tiên quý vị đi ngang qua một cái chợ, một nơi đông người, mà nó xăng tay áo lên rồi nó khẩu chiến, nghĩa là chiến tranh bằng miệng lưỡi. Khi chiến tranh miệng lưỡi mà có như nói những lời tục tằn, mà tới cái chỗ mà thấy từ để mà nói, thì coi như tay chân sẽ coi như khởi động, và những võ sĩ boxing được xuất hiện. Dù đó là những cái bà không biết gì về võ công, và đó là những cái cảnh mà chúng ta cảm thấy rằng rất là hấp dẫn. Đi chùa nhưng mà đi ngang qua chợ mà nghe chửi bới nhau rồi đứng nghe một cách mê say, tại vì tâm của chúng ta thích cái đó, thích cái đó. Mà nhiều khi người ta chửi tục, mình diễn tả lại còn hay hơn người ta nữa. Tại sao vậy? Đó là cái thường cận y duyên mà trong quá khứ chúng ta đã từng lăn trôi và trải nghiệm nó, để rồi nó thấm vào trong từng thớ thịt. Bây giờ nghe sơ qua là thuộc lòng, học bài kinh học lâu lắm, học qua ai không thuộc. Giống như trường hợp Chu Lá Bên Đà Cá hả, học 4 tháng trời không thuộc một câu Phật ngôn. Nhưng mà rồi chúng ta là hữu duyên, là khi đi ngang qua một cái chợ nào đó nghe người ta chửi lộn là nó thuộc lòng. Thì quý vị thấy rằng cái tâm của chúng ta hướng về cái điều ác nó rất nhiều, hướng về thiện ít lắm. Cho nên bây giờ được các bậc thiện trí thức nhắc nhở, khích lệ, sách trắng, thì chúng ta cố gắng nương nhau để mà sống. Và được như vậy thì cái sự tiến hóa, chúng ta giảm bớt những cái ác nghiệp, và bảo đảm con đường đi lên của chúng ta sẽ thênh thang, nhẹ nhàng. Đức Phật đã dạy rồi: Tham mô há quê rất khắc thị thầm má cha ri, tức là thực hành theo giáo pháp của Ngài, bảo đảm không gọi vào bốn cánh cửa. Tại vì chúng ta thực hành nhưng mà thực hành sai, cho nên chúng ta mới khổ. Chứ thực hành đúng theo lời dạy của Ngài thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula chúng ta có thể xa lắm, và thênh thang trên con đường của người và trời. Rồi hôm nay câu Phật ngôn này, đây là một bài học để chúng ta bớt đi sự chấp thủ. Bởi vì Đức Phật và chúng ta trên cái thân xác này đều có căn, trần và thức. Lục căn tiếp xúc với lục trần rồi sinh ra lục thức, và chính căn trần thức này nó tạo nên một cái thế giới mà chúng ta là một tiểu ngã, bên ngoài là đại ngã. Hãy khám phá cái tiểu ngã này, khám phá chính bản thân của chúng ta, thì chúng ta sẽ thông suốt được với đại ngã bên ngoài. Tức là khi mà tâm tư của chúng ta buông đi sự chấp thủ, bình thường tâm thị đạo, buông đi sự chấp thủ, thì chúng ta sẽ thấy được cái người xây dựng ngôi nhà này do cái ngũ uẩn mà nó chất chứa, nó chồng lên hết lớp này tới lớp kia, từ bên trong bên ngoài, từ quá khứ hiện tại vị lai vân vân, đều do cái ngũ uẩn mà nó tạo ra những cái chúng ta phải chấp thủ, ôm đồm lấy, rồi chúng ta chịu khổ,
mà chính nhờ cái chịu khổ đó chúng ta mới gặp nhau hôm nay. À, gặp nhau hôm nay để rồi chúng ta giải tỏa, chứ không phải gặp nhau để rồi buồn rầu sầu khổ ha. À, có những lúc quý vị đọc sai, chúng tôi lên chỉnh sửa, quý vị cũng phiền não, sao khó tính quá, đọc sai có một chút, có một chữ mà cũng kiếm chuyện, thật là ông già khó chịu ha. Nhưng mà khi mà có chỉnh sửa như vậy, quý vị mới thấy được cái sai. Sai chúng ta phải sửa chứ. Không lẽ bây giờ chúng tôi thiên vị, quý vị đọc sai rồi bỏ qua. Nhưng mà bỏ qua rồi trong đạo tràng biết bao nhiêu cặp mắt, biết bao nhiêu người nào tu hành gì mà thiên vị như vậy thì con đường đi xuống chứ con đường đi lên. Cho nên sai phải sửa, quý vị thông cảm ha. Ai với cái kim là cái người bị la nhiều nhất, nên cái miệng bô rô qua la, nói nhiều khi nói coi như là không vào trọng tâm, cho nên cái kim là người bị la nhiều nhất. Nhưng mà la để thấy được cái sai, la là cái vấn đề phải sửa sai cho nhau, chứ không phải là kêu vô đạo tràng này rồi quý vị thấy dễ dãi thì chúng ta còn cái hệ thống gì. Đây là một cái room Phật giáo thì chúng ta phải sinh hoạt theo cái nội dung, đừng có nói chuyện vô ích, đừng nói những cái chuyện bậy bạ chính trị, thì chúng ta phải như gói gọn trong cái nội dung của Phật giáo. Gặp nhau để làm gì? Thảo luận về Phật pháp. Ca lê nó thầm bát xa chắc xa, đó là một hạnh phúc cao thượng. Chứ bây giờ gặp nhau để rồi chăn dốc nói chuyện toàn lại chuyện trên trời gì đó, đó là những chuyện vô ích. Mà sai thì phải sửa, nhớ rồi nhớ rồi thì tốt, tưởng không nhớ chứ nhớ rồi thì tốt, và nhớ rồi thì kết thúc được rồi. Nói khi nào nhớ rồi thôi, không nhớ là nói nữa, nhưng mà nhớ rồi thì xà thủ xà thủ. Rồi buổi sinh hoạt ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Với Phật lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để tu tâm sửa tánh, để trở nên một con người hữu ích trong cuộc sống này. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hỗ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền sẽ qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và sinh văn tính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Et na san cha vát che na so ti vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này chính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin báo một tin mừng đến đạo tràng, tức là cái room của chúng ta sinh hoạt từ ngày thứ hai, thay thế thượng tọa quán không thì sức khỏe sẽ có một vị tiến sĩ Phật học vào trong room này sinh hoạt giờ của thượng tọa quán không. Đó là một điều chúng ta điền quyết để cái ngôi nhà Phật giáo của chúng ta được tốt đẹp. Thì ngày thứ hai đầu tuần chúng ta sẽ gặp vị tiến sĩ Phật học đó. Rồi bây giờ xin phép quý vị, chúng tôi xin được đóng room ha.